Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16 tháng 9, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hưng Yên đã trở thành đầu mối tập trung để các sở ban ngành tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính một cách có hiệu quả. Sau một tuần đi vào hoạt động, trung tâm đã ổn định, từng bước phát huy hiệu quả và nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể chu đáo, trả kết quả sớm, tiết kiệm thời gian chi phí. Đó là đánh giá của người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Những việc làm cụ thể trên đã khẳng định rõ hiệu quả của trung tâm sau khi đi vào hoạt động, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Đến nay, trung tâm đã ổn định, từng bước phát huy hiệu quả và luôn nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức cá nhân. Khi mà đến làm các thủ tục thì cũng cảm thấy rất là bất ngờ và cũng cảm thấy rất là tự hào vì tỉnh mình đã có một cái trung tâm tập trung tất cả các thủ tục hành chính thì rất là thuận lợi cho những người đến làm các thủ tục cũng như là giao dịch. Thì với một cái cơ sở rất là hiện đại và cũng tương đối là trang nghiêm và hoành tráng như này thì tôi cũng rất hy vọng là trong cái thời gian tới thì cái công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Hưng Yên sẽ làm tốt hơn nữa và thuận lợi hơn nữa cho những người dân cũng như là các doanh nghiệp đến giao dịch và làm các thủ tục hành chính. Trước hết là em thấy không gian đẹp hơn nữa này. Anh chị hướng dẫn rất là chi tiết, thì mọi thắc mắc của bọn em đều được giải đáp chi tiết. Làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, trước đây mỗi khi cùng lãnh đạo đơn vị đi làm các thủ tục hành chính tại các sở ngành, chị Phạm Thị Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn Minxin Việt Nam, mất thời gian để đi lại, nhiều khi đến làm thủ tục hành chính nhưng lại đúng thời điểm cán bộ tiếp nhận và chuyên môn của sở bận họp nên phải chờ đợi. Lần này đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, chị rất phấn khởi bởi sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ tiếp nhận hồ sơ và thủ tục liên quan đã được xử lý nhanh gọn, không mất nhiều thời gian như trước kia. Trước đây em cũng đại diện cho công ty đến các cơ quan nhà nước để làm một số thủ tục về giấy tờ cho người nước ngoài ấy, thì em cũng có đến các cơ quan ban ngành của nhà nước thì cảm nhận của ngày xưa là có thể là mất nhiều thời gian hơn và thủ tục thì cũng được giải quyết chậm hơn. Thì khi mà hôm nay đến đây ấy, thì em cảm thấy môi trường ở cái trung tâm hành chính mới thì rất là mới mẻ. Những người đi làm công tác giấy tờ cho người nước ngoài như chúng em ấy được cảm thấy thoải mái hơn và thủ tục xử lý các giấy tờ thì thời gian thì cũng nhanh hơn. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 15 sở ngành chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương. Công chức của sở, ngành nào sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển và trả kết quả của sở ngành đó. Các tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại trung tâm thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại cổng dịch vụ công của tỉnh. Những thủ tục hành chính trước khi đưa vào trung tâm đều được rà soát, cắt giảm, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, thời gian giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức công dân đến liên hệ đề nghị giải quyết. Theo thống kê, tổng số thủ tục hành chính đưa ra thực hiện tại trung tâm là 1.590 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã đón tiếp nhiều lượt tổ chức cá nhân đến giao dịch. Thì sau 5 ngày đi vào hoạt động, thì đến nay đã có Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã tiếp nhận 842 hồ sơ. Các sở ngành tiếp nhận hồ sơ nhiều nhất, điển hình như là Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tư pháp. Các sở tiếp nhận và trả kết quả đúng và trước hạn. Đến nay thì chưa có trường hợp nào quá hạn. Và theo ghi nhận của các tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm, để được đánh giá trung tâm được trang thiết bị hiện đại, thân thiện với người dân, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính liên thông liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Thì trước đó thì các tổ chức cá nhân phải đi lại rất là nhiều cơ quan làm thủ tục rất mất thời gian. Thì đến nay chỉ việc đến giải quyết tại trung tâm một lần. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá chiến lược
và là nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Có thể nói, việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hưng Yên là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Để đạt mục tiêu trên, thời gian tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn minh công sở. Bên cạnh đó sẽ thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định thời gian giải quyết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.